Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi những nội dung chính của chúng tôi sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thế lực Lê Thanh Hải liên tục tung đòn vào Nguyễn Văn Thể trước khi ông này về Sài Gòn nhậm chức. Cho đến bây giờ thì cái tin Nguyễn Văn Thể về Sài Gòn vẫn chưa chính thức. Vị trí của Nguyễn Văn Thể có thể là thay thế ghế trống do Trần Lưu Quang để lại, và việc tin Nguyễn Văn Thể về Sài Gòn dấy lên những bài báo phanh phui món hàng được cho là bất hợp pháp chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trò này xem ra không thể nào gãi ngứa được Nguyễn Văn Thể. Qua mấy ngày báo chí dùm beng thì giờ thông tin về kiện hàng cũng lắng xuống. Xem ra thế lực của Nguyễn Văn Thể quá mạnh, không thể nào có thể lay chuyển được. Nguyễn Văn Thể là con người rất nhiều tai tiếng. Ông Thể cùng với Phùng Xuân Nhạ không được sự cảm tình của nhân dân. Phùng Xuân Nhạ thì do năng lực yếu kém, nhưng Nguyễn Văn Thể thì không phải vậy, mà là do ông cố tình làm sai bao che cho BOT bẩn. Việc điều công an đến các trạm BOT bẩn để tấn công người dân phản đối là hành động không thể chấp nhận được. Nhưng ông Thể vẫn không hề hấn gì. Và rồi đến việc chuyển đổi trạm thu phí thành trạm thu giá để lách luật cũng là vết nhơ mà người dân Việt Nam không bao giờ có thể quên. Nguyễn Văn Thể là người miền Nam nhưng phò thế lực của phía Bắc. Nhắm thế lực của bà X Nguyễn Tấn Dũng ngày càng suy yếu, ông Thể lẻ bày bắt tay với phe của ông Trọng. Kết quả là Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường phải sổ khám, còn Nguyễn Văn Thể thì vẫn bần bình chân như vai. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng quyết điều Nguyễn Văn Thể vào Sài Gòn kết hợp với Nguyễn Văn Nên bắt cho bằng được con cá mập trắng Lê Thanh Hải, là thế lực ở Sài Gòn không hài lòng và tìm cách phá đám. Ông Nguyễn Phú Trọng đã bảo vệ Nguyễn Văn Thể suốt quá trình sóng gió. Chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đến lúc ông Trọng muốn sử dụng ông Thể cho mục đích riêng. Và lại, Nguyễn Văn Thể là người của Nguyễn Phú Trọng mà ngồi dưới trướng của Phạm Minh Chính thì rất lạc nhịp. Cùng với lúc ông Chính đẩy Nguyễn Văn Thể đi và phanh phui hàng lậu không thể đánh được Nguyễn Văn Thể, và sai phạm lớn nhất của Nguyễn Văn Thể là phần liên quan đến Út Trọng. Hồi tháng 9 năm 2020, trong phiên tòa xét xử Út Trọng, báo chí có đưa tin về sự liên hệ giữa Nguyễn Văn Thể đến vụ án. Trong các tài liệu có sai phạm, có bút phê của Nguyễn Văn Thể, khi đó đang là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Lúc đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định khi là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Văn Thể có một số bút phê không đúng với quy định của pháp luật. Được biết, vụ án đó có Út Trọng, Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường ra tòa. Sai phạm xảy ra vụ việc bán quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Cơ quan điều tra có xác định một số người liên quan, trong đó có Nguyễn Văn Thể. Theo quy định của hợp đồng số 4746 CIBM HD ngày 30 tháng 12 năm 2013 về thanh toán tiền mua phí, công ty Yên Khánh phải thanh toán cho nhà đầu tư công ty Cửu Long 3 đợt trong 10 tháng. Đợt 1 phải thanh toán 800 tỷ Việt Nam đồng, đợt 2 là 601 tỷ Việt Nam đồng và đợt 3 là 601 tỷ Việt Nam đồng. Quá trình quản lý việc thanh toán tiền chúng đấu giá ngay khi công ty Yên Khánh thanh toán không đúng hợp đồng, công ty Cửu Long đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và bộ này đã có văn bản chỉ đạo. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thể lúc này là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký 3 văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên thì trong kết luận điều tra chỉ liệt kê 2 văn bản ở mục 9 và 10 tại trang 21 và 22. Cụ thể, các văn bản mà Nguyễn Văn Thể ký là vào ngày 31 tháng 8 năm 2015, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể ký văn bản số 11594 trên BGTVT TC gửi công ty Cửu Long, công ty Yên Khánh, nội dung chỉ đạo yêu cầu công ty Yên Khánh căn cứ thông báo kết luận của Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương thực hiện thanh toán theo đúng tiến độ cam kết, giao công ty Cửu Long có trách nhiệm thanh toán theo đúng cam kết. Tiếp đến, ngày 8 tháng 10 năm 2015, ông Thể ký văn bản số 499 trên BGTVT TC cũng có nội dung tương tự. Tại trang 21 và trang 22 của kết luận điều tra nêu rõ văn bản số 11594 trên BGTVT TC ngày 31 tháng 8 2015 do Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi công ty Cửu Long, công ty Yên Khánh trả lời văn bản số 3304 trên CABM QNXG ngày 28 tháng 8 năm 2015 nội dung chỉ đạo.
Tiếp đó ngày 8 tháng 10 năm 2015, ông Thể có văn bản số 13438 BGTVT-TC gửi công ty Cửu Long với nội dung chỉ đạo như sau. Theo báo cáo của công ty Cửu Long, đến thời điểm hiện nay thì công ty Yên Khánh vẫn chưa thực hiện nộp hết số tiền còn lại như đã cam kết. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu công ty Cửu Long khẩn trương làm việc với công ty Yên Khánh để thực hiện nộp đầy đủ số tiền mua quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo đúng quy định và cam kết của công ty Yên Khánh. Ngày 3 tháng 6 năm 2015, ông Đinh La Thăng ghi ý kiến chỉ đạo phía trên góc trái của tờ trình, đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng của hai bên đã ký và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì cũng cần làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước, công ty Cửu Long. Thời điểm này mà vụ án Út Trọng, Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường được đưa ra xét xử cho thấy trong ngành tòa án Thành phố Hồ Chí Minh còn thế lực thân với Lê Thanh Hải đang muốn khui lại vụ án dính đến sai phạm của Nguyễn Văn Thể là có ý đồ. Vụ án này được xử trước khi Nguyễn Văn Thể nhận chức vụ mới cho thấy ngành tòa án còn có chân rết của thế lực Lê Thanh Hải. Ngày 20 tháng 5, Tòa án nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xem xét kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ 50 tuổi, tức Út Trọng, nguyên phó giám đốc công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng xấu đối với người khác để trục lợi. Đây là lần thứ ba phiên tòa phúc thẩm được mở sau 2 lần hoãn và đợi đến ngày Nguyễn Văn Thể sắp được bố trí về Thành phố Hồ Chí Minh rồi mới mở. Thật là trùng hợp và làm cho nhiều người nghi ngờ trong phiên tòa này có ý đồ chính trị. Điều đáng nói là tình trạng sức khỏe của Đinh Ngọc Hệ là rất yếu. Ông ta đáng được chăm sóc sức khỏe cho mạnh rồi hãy mở phiên tòa sau. Tuy nhiên thì nếu để cho Đinh Ngọc Hệ chữa bệnh, e nó vượt mất thời điểm. Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, ông Hệ tỏ rõ mệt mỏi, luôn có hai cảnh sát đỡ đến bục khai báo. Bị cáo xin đổi tội danh từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang trốn thuế và xin giảm nhẹ hình phạt, và các bị cáo còn lại giữ nguyên kháng cáo. Phát biểu quan điểm, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo các bị cáo vì không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới. Bản luận tội chưa kết thúc và ông Hệ lên cơn đau tim, nhanh chóng được đưa ra ngoài để lực lượng y tế chăm sóc. Nửa tiếng sau, ông được quay trở lại phòng xử nhưng xin không tranh luận. Thật là nhẫn tâm, chỉ với mưu đồ chính trị mà họ đã ép một người bệnh phải ra tòa. Xem ra thế lực ép ông Hệ ra tòa lúc này là thế lực mạnh lắm. Tuy nhiên thì qua lần xét xử phúc thẩm thì kết quả cũng chẳng khác với sơ thẩm là mấy. Vấn đề sai phạm của Nguyễn Văn Thể cũng không được nhắc đến. Lần tấn công thứ hai này của nhóm mafia Lê Thanh Hải không có tác động gì lớn, và lúc này mà ngăn cản được Nguyễn Văn Thể về Sài Gòn thì được xem như là điều kiện bất khả thi. Vụ án có 16 bị cáo không kháng cáo, trong đó thì có cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng bị tuyên phạt 10 năm tù, cựu Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, và tên của ông Nguyễn Văn Thể thì vẫn bất khả xâm phạm. Qua phiên tòa cho thấy Nguyễn Văn Thể có thế mạnh và có thế lực lớn đấy. Tuy nhiên thì không biết thế mạnh và thế lực ấy đến từ đâu, là đến từ Nguyễn Văn Thể hay là đến từ người đốt lò vĩ đại. Nếu như mà đến từ Nguyễn Văn Thể thì ông Lê Thanh Hải có lý do để lo lắng khi mà Nguyễn Văn Thể về Sài Gòn. Còn nếu như mà thế lực lớn ấy là do ông Trọng tạo ra thì thế lực Lê Thanh Hải không cần phải lo lắng. Thực tế cho thấy Nguyễn Văn Thể chưa thực hiện được việc gì cho thấy ông có sức mạnh chính trị do bản thân của ông tạo ra. Có thể Nguyễn Văn Thể không nguy hiểm lắm đến thế lực của Lê Thanh Hải cũng như thế lực ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nữ hiệu trưởng chiếm đoạt tiền ăn bán trú của học sinh bị bắt. Cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh Kiên Giang ngày 25 tháng 5 đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng bà Trần Thị Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để điều tra về tội tham mô tài sản. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn kết quả điều tra của Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, từ năm 2018 đến nay, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc được cấp phép tổ chức các lớp bán trú và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành, trong đó có theo dõi các khoản thu chi các lớp bán trú theo quy định của pháp luật. Từ năm học 2019-2020, 2020-2021, trường đã mở tổng cộng gần 30 lớp bán trú với tổng số hơn 1.130 học sinh, và mỗi tháng trường thu tiền phí phục vụ là 150.000 đồng đến 250.000 đồng một tháng, với tiền ăn mỗi ngày là 27.000 đồng
lên đến 30.000 đồng trên một suất ăn. Tuy nhiên thì trong 2 năm học này, việc thu chi tiền bán trú thực tế tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc không đúng theo quy định về tài chính. Kế toán thì thu tiền học sinh nhưng không nộp cho kho bạc nhà nước theo quy định, mà bà liền chỉ đạo cấp dưới giao toàn bộ số tiền thu được cho bà quản lý và tự chi trả. Trả tiền cung cấp suất ăn bán trú, bồi dưỡng cho giáo viên lớp bán trú, mua dụng cụ vệ sinh. Theo cơ quan điều tra, trong năm 2020, bà Liên đã chiếm đoạt tiền bán trú của học sinh, bao gồm có tiền ăn, trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động bán trú với tổng số tiền lên đến hơn 1,3 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài ra, trong năm 2020-2021, bà Liên thu hơn 435 triệu Việt Nam đồng tiền bán đồng phục học sinh nhưng không trả cho công ty cung cấp phục vụ theo hợp đồng đã ký. Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định bà Trần Thị Liên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham ô số tiền bán trú và tiền đồng phục của học sinh hơn 1,7 tỷ Việt Nam đồng để tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhờ xuất khẩu lao động, hàng hàng lớp lớp thanh niên nam nữ được xuất khẩu sang các thị trường lao động nước ngoài để đổi lấy đô la, giải quyết tình trạng thiếu công ăn việc làm, thực hiện chính sách xuất khẩu lao động là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quê nghèo thay ra đổi thịt nhờ xuất khẩu lao động là tiêu đề của một bài viết đăng trên báo Dân Trí, giới thiệu một số gia đình có con em ở tỉnh Vĩnh Long đi theo con đường xuất khẩu lao động, nhờ đó mà đời sống vươn lên. Khi nói đến xuất khẩu, người ta chợt nghĩ đến một món hàng mang đi bán trên thế giới, nhưng món hàng ấy Việt Nam là bán sức lao động của thanh niên. Chuyện xuất khẩu lao động này nay được biết đến như là một chủ trương lớn của nhà nước Cộng sản Việt Nam nhằm giải quyết tình trạng thiếu việc làm, đồng thời cũng để các tỉnh, thành phố thực hiện chính sách xuất khẩu lao động là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xuất khẩu lao động không phải bây giờ mới có mà đã có từ thập niên 1970 của thế kỷ trước, thời gian đó là đi Liên Xô và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa anh em. Hầu hết thì dành cho con em cán bộ và những người có thân thế có máu mặt trong xã hội ở miền Bắc. Sau năm 1975, thời hội nhập kinh tế thị trường thì mở rộng sang Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia và bây giờ thì tập trung vào Nhật Bản. Báo Dân Trí dẫn theo thống kê của Sở Lao động tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2016 đến nay thì có 5.666 người xuất khẩu lao động, trong đó 85% đi Nhật Bản. Thân nhân của những người này cho biết hàng tháng họ đều đặn gửi tiền về cho gia đình từ 10 đến 20 triệu Việt Nam đồng, và đây là số tiền khá lớn nếu so sánh với lương công nhân Việt Nam. Làm đầu tắt mặt tối kiếm được từ 7 đến 10 triệu Việt Nam đồng là quá hay. Thế mà đời sống gia đình của công nhân trong nước vẫn trong tình trạng thiếu kém, nhất là trong thời dịch bệnh hiện nay. Vậy kết luận là gì? Có phải không lao động xuất khẩu là quá dở, và chính vì lối suy nghĩ đó mà Việt Nam hiện nay đi lao động nước ngoài không chỉ là phong trào kiếm tiền dễ dàng, là nhiệm vụ chính trị mà còn là lẽ sống. Nó như là một đôi đũa thần kỳ mà chính quyền trao vào tay của thanh niên, giúp làm thay da đổi thịt cho quê hương và nâng cao đời sống gia đình. Cho nên, người người nhà nhà nô nức bảo nhau đi xuất khẩu lao động, ngay cả sinh viên đại học, sư phạm kỹ thuật ở Vĩnh Long tốt nghiệp, thay vì đi tìm việc làm phù hợp với kiến thức được nhà trường đào tạo, lại cố luyện tiếng Nhật để sang Nhật làm công nhân, thực tế là làm cu li. Chúng ta không thể không vui là nhờ vào đồng tiền của công nhân lao động kiếm được từ Nhật Bản đã giúp cho bản thân gia đình của họ, làm cho quê nghèo thay đổi phần nào, nhưng vui bao nhiêu về sự thay da đổi thịt này, và chúng ta lại càng thấm thía bao nhiêu về những điều sau đây. Thứ nhất, những người đi xuất khẩu lao động đại đa số là những người trẻ. Người Việt Nam thường nói thanh niên là giường cột của nhà nước, và nhưng nay thì họ ra đi làm lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Âu, kể cả các nước Trung Đông, thì thử hỏi khi đó họ là giường cột của nước nào. Họ không trở về sau một vài năm khi hết hợp đồng, mà rất nhiều trong số của họ tìm cách ở lại, tiếp tục làm việc kiếm tiền, thậm chí sẵn sàng ở lại luôn khi có cơ hội. Đành rằng những thanh niên đi bán sức lao động khắp nơi trên thế giới đã kiếm được đồng lương tốt cho cá nhân của mình và giúp cho gia đình thoát được sự nghèo đói. Nhưng rõ ràng là Việt Nam bị thiệt thòi nhiều vì những người giường cột ấy được chính quyền khuyến khích từ bỏ làm việc trong nước, đem tài năng và sức lực của tuổi trẻ ra thi thố xây dựng đất nước bên ngoài. Những gì họ học hỏi được từ khoa học kỹ thuật chỉ phục vụ cho nước chủ nhà, còn Việt Nam chẳng hưởng lợi được gì ngoài sự thỏa mãn cơn khát đô la của một chính quyền tham ô.
Thứ hai, đối với những sinh viên học xong đại học khi ra trường lại tính con đường đi lao động nước ngoài còn cho thấy là nền kinh tế trong nước rõ ràng là yếu kém, không đủ công việc cung ứng cho nhu cầu của một bộ phận thanh niên đã được đào tạo. Nhà nước Cộng sản có tính đến việc đầu tư lớn lao của gia đình và xã hội sau 11 năm rèn luyện, học tập từ trung học đến đại học để cung ứng nhân lực cho tư bản nước ngoài. Điều này cũng cho thấy chính phát triển kinh tế của Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại là sai lầm. Đảng Cộng sản Việt Nam đang chạy theo những mục tiêu đầy ảo vọng, vô bờ bến và quyết tâm lấy quốc doanh làm chủ đạo, khai thác tích cực mở rộng đầu tư ngoại quốc, trong khi thì đè bẹp các doanh nghiệp tư nhân bằng cơ chế ràng buộc lỗi thời. Bởi nếu như mà doanh nghiệp tư nhân được giúp đỡ phát triển mạnh thì đó là thị trường cung ứng việc làm lý tưởng trong nước. Thành phần lao động trẻ thay vì phải vay mượn hàng ngàn đô la dành nhau một chỗ đi lao động nước ngoài sẽ trở lại góp phần cho các công ty tư nhân nội địa phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Đáng tiếc thay, do bị lãnh đạo bằng những cái đầu già nua với suy nghĩ sơ cứng kinh tế xã hội chủ nghĩa là ưu việt, nên sự kìm hãm của chính sách kinh tế không được tháo gỡ kịp thời và khiến cho kinh tế tư nhân ngày càng eo uột và đất nước đi vào con đường lạc hậu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây trong bài viết dài đã thừa nhận chủ nghĩa tư bản đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, hình thành được các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ, nhưng ông Trọng cương quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa lạc hậu để vượt qua chủ nghĩa tư bản, tiến lên thiên đường cộng sản. Hậu quả của sự trung thành và một trào lưu tư tưởng đã thoái hóa khiến cho đất nước ngày càng tụt lùi trong sự hoang tưởng của lãnh đạo. Ngày nay, chúng ta không thể phiền trách những thanh niên đi theo con đường xuất khẩu lao động nuôi thân, giúp đỡ gia đình, nhưng phải thấy rõ ràng chính sách đem sức lao động thanh niên là hệ quả của một nền kinh tế mánh mung, hủ lậu, chưa bao giờ có lối thoát. Sau khi những thanh niên này đi xuất khẩu lao động ở những nước ngoài gửi tiền về Việt Nam để trả nợ ngân hàng cũng như trả nợ cho bản thân và gia đình, sau đó còn dư một ít thì họ xây được những cái nhà 2 tầng, 3 tầng và sau đó thì mặt bằng của xã hội được thay đổi, nhà cửa sạc khang trang mọc lên rất nhiều và sau đó thì Đảng đương nhiên nhận đó là thành quả của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta phải ơn Đảng, ơn chính phủ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trò hai mặt của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày 24 tháng 5, tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng bản tin có tựa đề đầy hùng hổ của PLA và Flash Range Down Thousands of Missions in Chinese Shooting Exercise, tạm dịch là chiến đấu cơ của quân đội Trung Quốc dội mưa hàng ngàn viên đạn trong cuộc tập trận ở Biển Đông. Theo Hoàn Cầu Thời báo, thì Hải quân Trung Quốc ngày 25 tháng 5 thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông gần đây và tham gia tập trận có sự tham gia của một lữ đoàn không quân trực thuộc Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc với nhiều máy bay cường kích GH-7 và phi công tăng cường khả năng tấn công chính xác và tấn công biển. Các máy bay chiến đấu đã bắn hàng ngàn viên đạn vào mục tiêu trên biển. Tuy nhiên thì bản tin không nêu rõ vị trí chi tiết ở Biển Đông mà các chiến đấu cơ tham gia tập trận. Từ năm 2016, GH-7 đã xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị chiếm đóng trái phép. Dòng máy bay này có tốc độ tối đa gấp 1,5 lần tốc độ âm thanh khoảng 1.800 km/h và có thể mang theo nhiều loại vũ khí như tên lửa đối không, tên lửa chống tàu chiến và nhiều tên lửa tấn công mặt đất, bom tấn công được dẫn đường bằng laser. Và thông báo trên được đưa ra sau khi hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ ngày 20 tháng 5 thông báo khu trục hạm USS Curtis River đã đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, nhằm thách thức yêu sách phi lý của Trung Cộng. Chính vì thế mà thông tin cuộc tập trận có thể là nhằm đe dọa các hoạt động hải quân của Mỹ tại đây. Không những vậy, đó còn là thông điệp của Bắc Kinh nhằm thị uy sức mạnh tấn công ở vùng biển này. Các thực tế trên hoàn toàn trái ngược với điều mà Bắc Kinh đang ra sức rao giảng về thành ý của họ trong việc hợp tác đảm bảo hòa bình và an ninh cho Biển Đông. Ngày 23 tháng 5, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế Quốc gia của Trung Quốc ở Biển Đông, có bài viết đăng trên tờ South China Morning Post với tựa đề How China and ASEAN can build the foundation for South China Sea Cooperation, tạm dịch là Trung Quốc và ASEAN có thể làm thế nào để xây dựng nền tảng hợp tác ở Biển Đông. Theo giọng điệu quen thuộc, bài viết đổ lỗi rằng việc chưa thể hợp tác được ở Biển Đông
là vì thiếu ý chí chính trị và bị các thế lực bên ngoài như là Mỹ tìm cách can dự, dù Trung Quốc đã đưa ra một số sáng kiến để phối hợp. Thực tế, Bắc Kinh đang tăng cường sức mạnh quân sự hòng kiểm soát Biển Đông. Ngày 24 tháng 5, Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ công bố nghiên cứu thực lực tên lửa đạn đạo chống tàu chiến ASBM của Trung Cộng ở Biển Đông. Theo đó, Bắc Kinh đang thúc đẩy việc phát triển ASBM để đe dọa tàu chiến của Mỹ và nhiều nước hiện diện ở khu vực cuối tháng 8 2020. Trung Quốc bắn thử hai ASBM đến Biển Đông gồm một tên lửa Đông Phong 21 DF-21 được bắn từ tỉnh Chiết Giang và một tên lửa Đông Phong 26 được bắn từ tỉnh Thanh Hải. Cả hai đều được bắn từ vùng biển giữa đảo Hải Nam với quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và tính chính xác của ASBM trong tác chiến, Trung Quốc cần tăng cường hệ thống thám, trinh sát và hệ lập và thu thập thông tin tình báo ISA, một nền tảng dẫn đường và chỉ điểm để cho tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu. Liên quan đến vấn đề đề ngày này, ngày 14 tháng 5, tiến sĩ Mark Valencia, cộng sự của tiến sĩ Ngô Sinh Tồn ở Viện Nghiên cứu Quốc gia của Trung Quốc về Biển Đông, đăng bài viết trên tờ South China Morning Post với tựa đề "Cuộc chạy đua Mỹ-Trung về năng lực giám sát Biển Đông có nguy cơ dẫn đến đụng độ không cần thiết". Tác giả Valencia là một chuyên gia thường bị cộng đồng quốc tế liên tục chỉ trích bởi ông thường đưa ra các phân tích đậm chất ngụy biện để ủng hộ cho hành vi đáng ngại của Trung Cộng ở Biển Đông. Trong bài viết, ông Valencia đã không ngần ngại khoe rằng nền tảng ISA của Trung Quốc thiết lập ở Biển Đông có thể giúp Bắc Kinh sớm điều động tàu ngầm hạt nhân để tạo nên một pháo đài trên biển với khả năng răn đe hạt nhân. Như vậy, chính các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc gia của Trung Quốc về Biển Đông đã thừa nhận rằng Bắc Kinh đang ra sức leo thang quân sự, đe dọa hòa bình ở Biển Đông, dù cũng chính những người này ca ngợi thiện chí của Bắc Kinh tại Biển Đông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.